Vâng, em vừa lên sóng con này thì cũng có bác chủ điểm chốt và hai bác thì một gọi và một bác nhanh hơn thì bảo ra chốt rồi nha. Đấy, em đã chuyển điện 220 rồi. Tất cả là hoàn hảo hết. Có kịp cái bộ dây ba lăng nha. Tiếp theo em cũng test một con QC đấy, 1.400, còn hai con này các bác, test một con gửi cho bác ngày ngày mai. Chiều nay về được 6 con và là 4 con lên đường rồi và một con chốt trong chiều nay và một con thì tí nữa giới thiệu bác lấy thì alo. Những con này là hàng tồn kho rồi, bác nó mới tin đấy, tồn kho nha. Còn con các bác lấy thì cứ alo cho em nha, giá là 6.500.000. Con này đánh full 30 hoặc là chơi hai cặp bot ba slam một, hai cặp BMB bắt 25 hoặc là chơi một cặp BMB bắt 30 canh đét luôn các bác. Mạnh lắm, chạy 16 con sò sách. Đấy. 16 con sò sách Toshiba chữ đỏ nha.